Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nửa Đê. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với một dự án trên nền tảng Coinbase Wallet liên kết với nền tảng MoBot. Nền tảng MoBot là một trong nền tảng mà có những cái NFT rất là chất lượng và những NFT này rất là có giá trị. Và hôm nay sẽ có 3.000 NFT MoBot Avatar được phát ra dành cho anh em. Thế tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Yêu cầu các bạn là chúng ta sẽ cần phải có một cái ví Coinbase, anh em nhớ tải ví về, có cả phiên bản cho Android và iOS cũng như là phiên bản trên Chrome. Chúng ta nhớ tải ví về nhá, để chúng ta kết nối với cái dự án này. Đó, dự án đã bắt buộc phải dùng ví Coinbase. Và anh em nếu mà anh em muốn dùng tiện ích ấy, thì ok, chúng ta nếu mà anh em muốn dùng tiện ích ấy, thì lưu ý với anh em là chúng ta có thể dùng tiện chương trình duyệt Kiwi nhá. Vì Kiwi có thể tích hợp được tiện ích Coinbase. Chúng ta sẽ kết nối ví với lại nền tảng nhé. Chọn xin này. Ok, mình vừa đã thực hiện cái thao tác kết nối đâu. Các bạn chờ một tí nhé. Anh em chờ một chút. Đây là cái nền tảng ví của mình này. Trên đây thì cũng gọi là có một được BNB, một được ETH. Bây giờ mình sẽ làm dịch vụ đầu tiên, đó là follow Coinbase. Ta sẽ follow kênh Coinbase Wallet này. Ok, rồi follow tiếp kênh MoBot này. Làm rất nhanh anh em thông cảm nhé. Ta sẽ điền username Twitter của ta mở phần profile ra để copy phần username ngay dưới tên chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ xác nhận, ấn confirm để verify. Tweet. Chúng ta sẽ tiến hành tweet này. Comment link trong sự kiện tweet. Ok. Đây là cái sự kiện này. Đây này, cái sự kiện này này. Tìm đúng cái sự kiện này nhé. Đây, mình ấn vào phần thời gian bài đăng để mình làm sự kiện. Ta sẽ comment ở đây. Ta sẽ comment đây nhé. Comment ấn vào phần lao này. Copy lại phần link này. Phần vari này. Gửi phần link vào đây và ấn confirm nhé. Rồi bây giờ join vào kênh Telegram này. Chúng ta join vào kênh Telegram. Sau đó vari ở trên MoBot. MoBot Boss. Ấn vào click here. Start. Ok, xong nhé. Rồi, join rồi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vari. Và sẽ mở cái con bot MoBot ra, chúng ta bắt start này. Em rất thông cảm cho mình. Bởi vì là thời gian rất là gấp, mình về mùa Giáng sinh thì rất là bận, anh em thông cảm. Nói vậy cho nó nhanh đi ạ. Chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví nhé, chúng ta paste vào đây này. Địa chỉ ví Coinbase nhé, phải địa chỉ ví MetaMask đâu. Rồi ok, chúng ta đã xác nhận xong cái phần này và bây giờ các bạn đã xong. Đấy, chúng ta đã hoàn thành xong tất cả test để có thể nhận được MoBot NFT Kit. Hy vọng là nếu mà anh em may mắn thì anh em sẽ nhận phần thưởng về ví Coinbase chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, các anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong tiếp theo.